Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Hòa Nhịp Phát Triển được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút trên kênh truyền hình VTT. Hôm nay thứ tư, ngày 10 tháng 8, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Làng nghề bánh tráng An Ngãi được công nhận là làng nghề truyền thống đầu tiên của tỉnh. Nhiều hoạt động chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam Biotin. Người dân tiếp tục hưởng ứng tiêm vaccine ngừa Covid-19. Các địa phương tích cực tuyên truyền vận động người dân phòng chống sốt xuất huyết. Thông tin ghi nhận về huyện Long Điền mở đầu chương trình trưa nay. Thưa quý vị, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự ký quyết định số 2214 về việc công nhận làng nghề truyền thống bánh trái An Ngãi huyện Long Điền. Việc được công nhận làng nghề truyền thống là điều kiện thuận lợi để người làm nghề bánh tráng tại địa phương tiếp cận với công nghệ, máy móc và trang thiết bị hỗ trợ như máy xay bột, lò tráng điện, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và sức lao động, và bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Làng nghề bánh tráng An Ngãi, huyện Long Điền có trên 50 năm hình thành và phát triển. Hiện xã An Ngãi có 128 hộ làm nghề bánh tráng, chiếm 58,72% tổng số hoạt động ngành nghề nông thôn toàn xã. Năm 2013, bánh tráng An Ngãi là một trong 6 nghề được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là nghề truyền thống. Từ sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là nghề truyền thống tới nay, nghề làm bánh tráng An Ngãi đã từng bước nâng cao chất lượng và ổn định thị trường, đa dạng các sản phẩm. Thu nhập bình quân mỗi hộ từ 9 đến 12 triệu đồng một tháng. Theo quyết định 2214 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi là làng nghề truyền thống đầu tiên được Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận. Sau khi được công nhận, làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi được hưởng các chính sách hỗ trợ về phát triển ngành nghề nông thôn theo quy định của chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi để bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống bền vững, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương gắn với phát triển du lịch và chương trình OCOP. Huyện ủy Long Điền vừa tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Gần 450 đảng viên các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy Long Điền tham dự hội nghị. Huyện ủy Long Điền đã phổ biến 4 nghị quyết của Trung ương gồm nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Và nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Hội nghị giúp các đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản cốt lõi các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa 13, qua đó vận dụng, triển khai thống nhất phù hợp với thực tiễn. Thưa quý vị, những hậu quả nặng nề mà thảm họa da cam do quân đội Mỹ gây ra đã để lại nỗi đớn đau, ám ảnh với những gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc này. Đó cũng là nỗi đau, nỗi ám ảnh của cả dân tộc Việt Nam. Chăm lo cho những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam là trách nhiệm của các cấp ngành và cộng đồng xã hội. Nhân dịp 61 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, 10 tháng 8 năm 1961, 10 tháng 8 năm 2022, Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Long Điền đã tổ chức gặp mặt tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện. Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Long Điền hiện có 277 hội viên, trong đó có 64 người tham gia hoạt động kháng chiến và 91 người là con của người tham gia kháng chiến bị ảnh hưởng bởi chất độc của hóa học đang được hưởng chính sách của nhà nước. Từ đầu năm 2022 đến nay, hội đã vận động trao tặng gần 1.280 suất quà và 1.500 suất cơm từ thiện trị giá gần 417 triệu đồng. Trợ cấp khó khăn thường xuyên do 93 nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật trị giá 78 triệu đồng. Tặng 13 chiếc xe lăn trị giá hơn 35 triệu đồng cho nạn nhân da cam. Nhân dịp 61 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Long Điền và các nhà hảo tâm cũng đã trao trợ cấp thường xuyên cho 25 nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng gần 450 phần quà cho các hội viên. Tại Hội Đất Đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Bảo trợ xã hội huyện cùng tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 61 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam.
Tại buổi họp mặt tưởng nhớ ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội huyện Đất Đỏ biểu dương những nạn nhân chất độc da cam đã vượt qua bệnh tật, vươn lên làm chủ cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Ghi nhận biểu dương các tập thể, những cá nhân, doanh nghiệp đã dành nhiều tâm sức chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam. Dịp này, các cấp hội đã vận động hơn 150 triệu đồng để trợ vốn sinh kế cho các nạn nhân da cam, trao xe lăn, tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau da cam vẫn dai dẳng và chưa biết đến khi nào kết thúc. Thấu hiểu và sẻ chia với những khó khăn của các gia đình nạn nhân chất độc da cam đang gánh chịu. Thời gian qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội huyện Đất Đỏ đã nỗ lực chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân này. Qua đó, phần nào xoa dịu nỗi đau, giúp các nạn nhân và gia đình nạn nhân da cam vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Như kỷ niệm 61 năm thảm họa da cam ở Việt Nam và ngày vì nạn nhân chất độc da cam ngày 10 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội huyện Đất Đỏ đã vận động tổ chức 3 đợt trao tặng hơn 400 suất quà cho các nạn nhân da cam và người khuyết tật trên địa bàn huyện với tổng trị giá 130 triệu đồng. Các cơ quan nhà nước đã hết lòng lo lắng cho bà con chất độc màu da cam. Tôi nói thành thay mặt cho bà con cũng thành thật mang ơn. Đối với những nạn nhân chất độc da cam tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể di chuyển, huyện hội đã tổ chức đoàn đến tận nhà thăm hỏi và tặng một phần quà trị giá 1 triệu đồng. Là qua một cái tình cảm của đoàn mà đi đến nhà thì nói chung là điều đó là cảm thấy xúc động nhiều lắm. Vì từ một cái chỗ mà đoàn quan tâm, đồ nhà nước quan tâm thì điều này rất hãnh diện của cái bản thân. Cho nên từ cái chỗ đó là bắt xúc động cho nên không sao cởi hết được. Huyện Đất Đỏ hiện có 129 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 86 đối tượng được hưởng trợ cấp chính sách bảo trợ xã hội. Thời gian qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội huyện Đất Đỏ đã trở thành cầu nối giữa các nhà hảo tâm với các nạn nhân da cam. Năm 2021, huyện hội đã vận động trao tặng trên 4.300 suất quà, trị giá gần 2 tỷ đồng, trợ cấp khó khăn hỗ trợ nhà ở, vốn sinh kế cho gia đình nạn nhân da cam với tổng số tiền trên 60 triệu đồng. 100% nạn nhân chất độc da cam được cấp thẻ bảo hiểm y tế. 6 tháng đầu năm nay, huyện hội đã trao tặng trên 1.000 suất quà, tặng xe lăn, xe lắc, trao học bổng, tổ chức thăm hỏi sức khỏe nạn nhân da cam với tổng số tiền gần 900 triệu đồng. Cuộc sống nhà cửa nó dột nát, nó không có được lành lặn, nó không có được mà hoàn chỉnh. Rồi ở hội cũng thương, cũng đã xem xét và cho xây vậy đó, cho nên mình rất là mừng. Hỗ trợ nhiều lắm, cho đi mổ thay xương, hỗ trợ giống cho nuôi bò nữa, 30 triệu nuôi bò. Mừng lắm, tại vì hồi nào giờ sống nhờ cái tình thương của bên hội với lại gia đình ủng hộ cho mình thôi. Những cái ngày lễ Tết rồi đó thì cô Sáu cũng vận động thường xuyên, nói chung vận động tới đâu thì cho tới đó. Thường mỗi suất quà từ 300 có, 350 có đến 500. Tiếp tục tới đây sẽ rà soát lại vấn đề mà hỗ trợ vốn cho đối tượng, sẽ hỗ trợ bằng con giống. Nói chung làm thế nào để người ta có điều kiện, để cũng như mình giúp cái cần câu cho họ, để người ta làm ăn vươn lên trong cuộc sống. Những hoạt động thiết thực của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội huyện Đất Đỏ đã góp phần xoa dịu nỗi đau da cam mà các nạn nhân đang gánh chịu, đồng thời cổ vũ tinh thần các gia đình có thêm niềm tin, động lực để vươn lên trong cuộc sống. Chuyển sang thông tin ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. 400 viên chức quản lý giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã tham dự lớp bồi dưỡng chính trị hè do Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu tổ chức. Phát biểu tại lớp bồi dưỡng chính trị hè, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu nhấn mạnh, đội ngũ làm công tác quản lý và giáo viên phải nắm vững các đường lối chủ trương chính sách, những nội dung của Đảng để từ đó cụ thể hóa trong quá trình giáo dục đào tạo, từ đó đạt được kết quả tốt nhất. Tham gia lớp bồi dưỡng, cán bộ giáo viên trên địa bàn thành phố Vũng Tàu được nghe phổ biến các nội dung về tình hình thế giới và trong nước trong 6 tháng đầu năm 2022. Những nội dung quan trọng
những điểm mới trong các văn kiện hội nghị lần thứ tư, hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022 về phát huy ý chí tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của trường. Trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo phù hợp vào công tác giảng dạy. Ngoài lực lượng tham gia học trực tiếp, ban tổ chức đã kết nối trực tuyến với các trường công lập và tư thục trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, với khoảng 6.000 giáo viên cùng theo dõi học tập. Thưa quý vị, hơn một tháng trở lại đây, số ca COVID-19 trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng lên, trung bình từ 10 đến 30 ca mỗi ngày, cao điểm có ngày ghi nhận 36 ca. Trong đó đã ghi nhận ca mắc biến thể BA.5 của chủng Omicron, loại biến thể có độc lực cao hơn, gây bệnh nặng hơn các biến thể cũ trước đây. Lo ngại tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân đã chủ động đến các trạm y tế để tiêm vaccine ngừa COVID-19. Khoảng một tháng trở lại đây, những ngày trạm y tế phường 4 thành phố Vũng Tàu thông báo tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 thì luôn có rất đông người dân đến tiêm vaccine mũi 3, mũi 4. Tùy đợt, trạm được phân bổ từ 200 đến 400 liều vaccine. Với số lượng này, trạm chỉ tiêm trong khoảng một ngày, thậm chí là nửa ngày là hoàn tất. Già rồi á, cô cũng sợ là có chuyện gì rồi nó nặng. Thôi cô cũng thấy người ta chết thì cô cũng đi chết thôi. Chính phủ đã đưa ra thì mình phải chấp nhận, không phải dùng, phải lấy đó, đừng có bỏ qua cái cơ hội. Giờ chính phủ giúp thì cứ nhận hết đi, chính phủ muốn người dân tốt. Tầm khoảng trước tháng 7 thì cái lượng người dân tiêm mũi 3, mũi 4 rất là ít, tầm khoảng một tháng đổ lại đây thì ý thức của người dân rất là cao, là người ta tự động liên hệ để xin được cái lịch hẹn chích mũi 4. Vài tháng trước đây, phường 5 là một trong những địa bàn có tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 chậm nhất so với các phường xã khác trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Nguyên nhân là do một bộ phận cư dân sinh sống tại phường 5 làm nghề đánh bắt trên biển dài ngày nên không thể đi tiêm khi địa phương tổ chức. Phần khác do tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, hoặc e ngại những thông tin tiêu cực, thiếu căn cứ khoa học trên mạng xã hội về vaccine mũi tăng cường. Tuy nhiên, khi số ca COVID-19 trên địa bàn tỉnh tăng lên, hơn một tháng trở lại đây, những ngày phường 5 tổ chức tiêm ngừa vaccine COVID-19 đều có rất đông người dân đến tiêm, cao gấp 6 đến 7 lần so với trước. Em một phần cũng sợ COVID, nên là sợ ảnh hưởng cho mọi người nên là em quyết định tiêm. Với lại dạo gần đây thì dịch nó cũng bùng phát trở lại trên các nước rồi đó, nên là em quyết định em tiêm mũi 3, mũi 4. Theo Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu, trong đợt thứ 10, thành phố Vũng Tàu được phân bổ 20.200 liều vaccine để tiêm trong tháng 7 và tháng 8. Đến thời điểm này, thành phố đã tiêm xong số lượng vaccine được phân bổ sớm hơn gần 3 tuần so với chỉ đạo của Sở Y tế. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có chiều hướng phức tạp, nhiều biến thể của virus SARS-CoV-2 xuất hiện, số ca nhiễm COVID-19 có chiều hướng tăng lên, thì nhận thức đúng và quyết định đúng về mũi vaccine tăng cường của người dân sẽ góp phần bảo vệ vững chắc thành quả chống dịch của tỉnh. Thưa quý vị, trước thềm năm học mới 2022-2023, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức khảo sát công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tình hình đội ngũ giáo viên, các điều kiện tổ chức dạy và học tại các trường Mầm non Long Phước, xã Long Phước, Trung học cơ sở Nguyễn Thanh Đằng, Tiểu học Nguyễn Minh Khanh, xã Hòa Long và trường Mầm non Vành Khuyên, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa. Qua kiểm tra các trường học trên địa bàn thành phố Bà Rịa, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận các trường đều được Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa quan tâm bố trí kinh phí chống xuống cấp hàng năm. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy trong năm học mới 2022-2023. Tuy nhiên, tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Thanh Đằng, đoàn ghi nhận diện tích các phòng học tương đối nhỏ so với nhu cầu học tập của học sinh hiện nay do trường đã được xây dựng trên 20 năm. Thành ủy Bà Rịa vừa tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân trong công tác phát triển đảng từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Tại hội nghị này, các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm, đưa ra giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên năm 2023 và những năm tiếp theo.
Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ thành phố Bà Rịa đã kết nạp được 235 đảng viên mới. Tại hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên do Thành ủy Bà Rịa tổ chức, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận về công tác phát triển đảng, trong đó tập trung vào các nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phát triển đảng, rà soát, tạo nguồn phát triển đảng. Để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên, lãnh đạo Thành ủy Bà Rịa yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng có nhận thức đầy đủ sâu sắc về đảng, từ đó có động cơ đúng đắn phấn đấu vào đảng, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong việc bồi dưỡng, giáo dục, giúp đỡ, giới thiệu quần chúng ưu tú cho đảng. Khảo sát, nắm chắc được nguồn kết nạp đảng để xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể từng năm và cả nhiệm kỳ. Thưa quý vị, 12 trên 13 xã thị trấn của huyện Xuyên Mộc đã ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết. Hiện toàn huyện ghi nhận hơn 400 ca, tăng gần 13 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 8 tháng 8 năm 2022, toàn huyện Xuyên Mộc ghi nhận 405 ca mắc sốt xuất huyết với 175 ổ dịch. Xã Hòa Hưng là xã duy nhất của huyện chưa ghi nhận ca bệnh. Dự báo tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng trong tháng 8 năm 2022 và có nguy cơ bùng phát dịch lớn trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn tập trung thực hiện các biện pháp nhằm kiềm chế số ca mắc sốt xuất huyết, trong đó tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống sốt xuất huyết, chủ động diệt lăng quăng, diệt muỗi, nhất là tại các công trình xây dựng, nhà bỏ hoang, hộ thu mua phế liệu, kinh doanh thay lớp xe ô tô. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh trên người, qua đó giám sát dịch tễ tại các địa bàn có ca bệnh sốt xuất huyết, ổ dịch. Các xã có nguy cơ cao phải phun hóa chất diện rộng và giám sát xử lý ổ bệnh. Chiều qua, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ tổ chức buổi đối thoại với người dân xã Châu Pha và sông Xoài có đất thuộc diện thu hồi của dự án khu công nghiệp đô thị Châu Đức. Tại buổi đối thoại, đại diện lãnh đạo phòng chức năng của thị xã Phú Mỹ đã thông tin đến người dân về tính pháp lý của dự án khu công nghiệp đô thị Châu Đức. Liên quan đến dự án này, trên địa bàn thị xã Phú Mỹ có 205 hộ với 156,89 hectare đất phải thu hồi. Đến nay, thị xã Phú Mỹ đã kiểm đếm được 141 hộ, trong đó đã phê duyệt 94 hộ với 60,41 hectare đất, đạt tỷ lệ 45,85% về số hộ và 38,5% về diện tích đất. Hiện tại, các ngành chức năng của thị xã đang thực hiện các bước thẩm tra, xác nhận, lập dự thảo phương án theo trình tự thủ tục đối với 47 hộ dân trong tổng số 141 hộ đã kiểm đếm. Đối với 64 hộ còn lại chưa kiểm đếm, với tổng diện tích là 66,95 hectare đất. Tại buổi đối thoại, các hộ dân đưa ra lý do không hợp tác với ngành chức năng là vì giá đất bồi thường còn thấp so với giá thị trường và yêu cầu được thương lượng trực tiếp về đơn giá bồi thường với chủ đầu tư. Một số hộ yêu cầu xác định lại vị trí đất thu hồi do bản đồ địa chính chưa đúng với thực tế sử dụng hoặc cập nhật diện tích đất thực tế phải thu hồi để tính toán bồi thường, đặc biệt là trượt giá từ khi kiểm kê đến khi nhận được tiền bồi thường. Lãnh đạo thị xã Phú Mỹ yêu cầu các ngành chức năng ghi nhận những ý kiến của người dân, đồng thời tiến hành rà soát và triển khai các bước đền bù theo quy định. Đối với các hộ dân có phần diện tích đất thực tế chênh lệch với quyết định thu hồi, thị xã sẽ đền bù trước theo đúng quy định đã ban hành. Phần đất chênh lệch sẽ thực hiện sau khi có quyết định bổ sung. Lãnh đạo thị xã Phú Mỹ mong muốn các hộ dân đồng thuận với chính quyền thị xã sớm bàn giao mặt bằng để dự án được hoàn thành, góp phần phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Sau thời gian vận động, nếu người dân không bàn giao mặt bằng, thị xã sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định. Thưa quý vị, thị xã Phú Mỹ vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Đây là ca tử vong thứ 5 trên địa bàn tỉnh do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay. Nhằm hạn chế tối đa những hậu quả đáng tiếc do sốt xuất huyết, các cấp ngành chức năng thị xã Phú Mỹ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng chống sốt xuất huyết. Sau khi ghi nhận gia đình bà Nguyễn Thị Dung, tổ 7 khu phố Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ có ca bệnh sốt xuất huyết, trạm y tế phường đã có mặt để xử lý ổ dịch. Sau khi có người thân trong gia đình bị sốt xuất huyết, nhận thức về bệnh sốt xuất huyết của gia đình bà Dung đã chuyển biến tích cực hơn.
chúng tôi cũng được cập nhật qua đài truyền thanh là phòng chống dịch sốt xuất huyết. Gia đình chúng tôi cũng đã thực hiện là dọn dẹp vệ sinh nhà cửa sạch sẽ và không có tích trữ lưu nước. Phòng chống sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế huyện và Ủy ban Nhân dân các địa phương trên địa bàn thị xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình diệt lăng quăng, diệt muỗi. 100% khu vực ghi nhận ca sốt xuất huyết được phun hóa chất diệt muỗi trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã Phú Mỹ vẫn đáng lo ngại do địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, có nhiều khu đất trống là nơi muỗi sinh sản phát triển. Đáng lo ngại hơn là một bộ phận người dân có tâm lý ỷ lại vào ngành chức năng, không tích cực chủ động phòng chống sốt xuất huyết. Đến thời điểm này, thị xã Phú Mỹ ghi nhận 844 ca sốt xuất huyết, trong đó gần 500 ca phải nhập viện. Và mới đây trên địa bàn thị xã đã có một trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong trên địa bàn toàn tỉnh lên 5 ca. Mà người ta chưa có quen về cái sự việc lăng quăng. Người ta cứ nghĩ là cứ có bị sốt xuất huyết là đi phun thuốc cho nên ra lăng quăng, người ta ít có tích cực trong cái việc diệt lăng quăng. Kiềm chế dịch bệnh sốt xuất huyết, hạn chế tối đa những hậu quả đáng tiếc do sốt xuất huyết, thị xã Phú Mỹ đang nỗ lực hơn trong công tác phòng chống dịch, đồng thời tập trung vận động người dân chủ động thực hành các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết nó tăng cao rất nhiều so với những 2 năm trước đây, thì Trung tâm Y tế Phú Mỹ đã có nhiều biện pháp. Thứ nhất là tham mưu Ủy ban Nhân dân thị xã là triển khai các văn bản chỉ đạo các địa phương về công tác chuyển diệt lăng quăng. Ủy ban Nhân dân thị xã đã chỉ đạo các địa phương tổ chức diệt lăng quăng trong vòng 8 tuần liên tục trong tháng 7 và tháng 8, mỗi tuần làm 2 ngày vào thứ Bảy và Chủ nhật. Ngoài ra, Trung tâm cũng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thị xã hỗ trợ kinh phí tiến hành tẩm mụn cho toàn dân trên địa bàn của thị xã Phú Mỹ. Các cái công tác phòng chống dịch thì chúng tôi đã có rất là nhiều biện pháp tăng cường. Để phòng chống sốt xuất huyết hiệu quả, ý thức chủ động của người dân giữ vai trò tiên quyết. Chỉ khi người dân đồng hành cùng ngành y tế với địa phương thì số ca sốt xuất huyết mới được kéo giảm, những rủi ro do dịch bệnh mang lại cũng được đẩy lùi. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.